Ơi, chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình có mặt ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu ha, để quay một cái lô đất vườn. Không phải. Tại vì nó lớn quá cho nên là mình nghĩa đất vườn thật sự đấy nó mất tiền nha anh chị. Rất mất tiền. Đất vườn mất tiền. Đây là con đường liên huyện nha anh chị, liên huyện Mỹ Xuân ngay ra Hòa Bình, kết nối từ quốc lộ 51 đi thẳng ra Xuyên Mộc đi biển luôn. Đây là một con đường rất là một trong hai con đường lớn nhất ở huyện Châu Đức. Rất là đắc địa, xe cộ, mặt đội giao thông lúc nào cũng đông đúc hết. Thì hôm nay mình quen một miếng đất khá là lớn anh chị ha, hơn 2.000 mét vuông, sở hữu mặt tiền đường này và chạy dài xuống cả 100 mét là có một mặt tiền đường nữa. Hai mặt tiền đường nha anh chị. Thì cái lô đất này là mình sẽ quay cho chính chủ, để số điện thoại của chủ đất lên. Để cho anh chị mình có thể trực tiếp liên hệ và có thể thương lượng được cái giá tốt nhất, vì không phải qua môi giới trung gian gì hết. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ nói về cái thông tin cơ bản của miếng đất này nha anh chị. Thì ở đây là thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng mà đây, nói giáp ra anh chị cho cái giao gì ha. Anh chị nhìn nè, cách đây khoảng tầm 500 mét á, cái đó đó, cái đỏ đó, chính là cái cổng chào của thị trấn Ngai Dao đó anh chị. Thì cái hướng đó là cái hướng đi về trấn Ngai Dao, hướng đi về Xuyên Mộc, Hòa Bình, đi biển đó anh chị. Và đây, hướng này là hướng đi về ở đây, thì còn hướng này thì gần giáp với là thị xã Phú Mỹ rồi ha. Tại vì xã Láng Lớn là cái xã mà giáp với thị xã Phú Mỹ, đồng thời là cái đường này cũng là đi về hướng Long Thành, hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì đi về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 65 cây số nha anh chị. Tức là mình đi thẳng một đường Mỹ Xuân Ngãi Giao này, đi thẳng ra luôn là đi ra tới quốc lộ 51. Rồi thì đó anh thì ra về cao tốc luôn, rất là gần. Ở đây thì nó thuận tiện về Phú Mỹ, về Long sân bay Long Thành, về phố Hồ Chí Minh. Thì cái miếng đất mình quen ngày hôm nay đó anh chị, là có tổng diện tích là 2.331 mét vuông ha, rất là lớn. Tại vì nếu mà tại sao mình nói lớn, tại vì lớn là vì do nó mặt tiền đường này. Mặt tiền đường này thường thường là nó không có lớn gì đâu, bây giờ người ta chỉ có miếng nhỏ nhỏ vài trăm mét vuông thôi, chứ không có cái miếng nào mà nó rộng lên vậy đâu. Cái này tới hơn 2.300 và đã có sẵn 250 thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Thì cái mặt tiền đường của mình á, hai mặt tiền nha anh chị, một mặt tiền đường anh kia nữa, lát nữa mình chạy thử cho anh chị xem. Thì mặt tiền đường này nè, mặt tiền đường chính á, Mỹ Xuân Ngãi Dao á, là được 30 mét anh chị ha, 30 mét, và dài xuống là gần 100 mét á, dài xuống gần cái 100 mét á. Đây, mặt tiền này hướng chính nam nha anh chị, mặt tiền hướng chính nam. Rồi dĩ nhiên là mặt tiền sau là hướng hướng bắc rồi, hai hướng đối nhau, tại vì hai mặt tiền trước sau. Thì ranh giới thì rất rõ ràng nha anh chị. Một mặt thì giáp bên cái nhà này, và một mặt thì bên đây nè, có hai một hàng cọc bê tông nè anh chị, tầm thẳng xuống tới cái đường đó luôn. Đất mình rất là vuông nha, nói chung là nhìn trên sổ là anh thấy rất là vuông, mặc dù đất diện tích lớn nhưng mà nó cũng vuông lắm, nó vuông y như đất nền vậy đó. Rồi mình đang tiến vào đất nè anh chị. Trước khi đi sâu vào đất, mình sẽ bay la cam lên đi ha, bay la cam lên cho chị mình nhìn toàn cảnh luôn, nhìn luôn ra mặt tiền sau luôn nè. Đây toàn cảnh khu đất mình trên cao đây anh chị ha, ở mình có vẽ sơ sơ cho chị xem rồi đó. Hai mặt tiền anh chị ha, rất là rõ ràng, mặt tiền là đường chính đằng trước và mặt tiền sau. Cái hướng này cái hướng đi về trung tâm thị trấn Ngãi Dao anh chị, mình tầm 500 mét mình sẽ tới cổng chào. Địa phận của trấn Ngai Dao. Phía đối diện nè anh chị, phía đối diện nè anh chị, nhà xa xa nữa là sẽ gặp khu công nghiệp Châu Đức nha anh chị. Là cái đường này anh chị, đường này đi thẳng tới Suối Nghệ nè, khu công nghiệp Châu Đức á. Còn hướng này là hướng đi về Phú Chí Minh ha, hướng đi về Phú Mỹ. Hướng dịch tới anh chị, rồi đi về Long Thành và đi về Phú Chí Minh luôn. Ở đây, ngã tư nè, cái đường đường đồng bê tông nè anh chị, là mình cũng sở hữu mặt tiền đường bê tông này nè. Đường thông luôn nha, đường thông có cục điện, nói chung là đầy đủ hết. Đấy, toàn cảnh của đất mình. Rồi,
Thì nhìn trên cao là anh chị mình đã thấy được toàn cảnh rồi ha. Đó, nhìn khu này rất là ok rồi. Bây giờ là mình sẽ quay tiếp tục chi tiết cái miếng đất này nha. Thì cái miếng đất mình á, nếu mà bước vào đây thì nhìn thấy là nó cao hơn đường anh chị. Nó cao hơn so với đường đó. Cho nên là mua về là khỏi phải ha, sang bằng mà ấy là khỏi phải đổ gì trơn á. Nó cao hơn mặt đường. Đất thì đất đen, đất đen cũng rất là tốt nha. Đất này trồng hoa màu rất là tốt. Thì mình nói luôn nha, tại vì đất mặt tiền là dĩ nhiên là phải có lộ giới rồi. Thì đây anh chị mình thấy rõ ràng luôn nha, cục điện nhà nước nè, họ đã chôn ở cái nhà đó. Cái nhà đó họ xây đúng cái trong cái móc lộ giới đó, từ ha. Tức là dời vào từ đây để đường này, lề đường nè. Đó, họ dời vào trong đây luôn nè. Đây đây. Bên đất mình nè. Thấy không chị, thấy không? Có cục điện nè, nằm tức là từ cái lề đường ha, từ lề đường này đi vào đây là cũng phải tầm 4 mét á. Nói chung là sẽ đất mình sẽ mất đi khoảng 4 mét. Nhưng mà không sao, đất mình dài quá dài mà. Cho nên là mất 4 mét cũng không xi nhê gì đâu. Đây bây giờ mình đang tiến sâu vào đất cho anh chị xem đây. Đó. Anh chị thấy không? Cái xe đó. Thì đó chị, cái xe đang đậu á, ngay đó ngã tư đó anh chị. Đó từ đất mình đi khoảng tầm 40 mét nữa là tới ngã tư. Ngã tư hướng đó là hướng đi về Xuân Nghệ, hướng đi về khu công nghiệp Châu Đức nha. Ở đây cũng rất là gần khu công nghiệp Châu Đức nha anh chị. Đó, khu công nghiệp Châu Đức mà do Suna DG nó làm ở Xuân Nghệ á. Còn hướng này đi hướng vô khu dân cư ha. Đó thì ngã tư đó đó. Cái nó cong cái đường cong nó cong vô cái đó, mình là sở hữu được mặt tiền nữa luôn. Đó. Đây bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống luôn nha anh chị. Ở nhà người ta kìa. Nhà trước nhà mặt tiền sau nè. Rồi nhà này mặt tiền trước nè, hai nhà này đối nhau nè. Thì nếu là anh chị mình mua đất này đó anh chị. Mình thích mình phân ra phần đôi ra cũng được nữa. Tức là tại vì hai mặt tiền trước xa cho nên mình phân giữa đi. Đó. Mặt tiền đường này mặt tiền chính nè, còn này mặt tiền đường đường sau. Nói chung là cả hai mặt tiền này đều lớn hết. Đây, giờ mình đi thẳng xuống nha. Rồi. Đó. Thật ra là không giả tân trăm đâu. Tại vì mặt tiền là 30 mét mà được 2 sào 3. Mình lấy 23 mà mình chia cho 3 thì được khoảng tầm 80 mét anh chị ơi, khoảng tầm 80 mét thôi. À, sâu xuống là 80 mét. Đây. Đó, mình đã tới mặt tiền đằng sau nè anh chị. Đó, cũng từ cái nhà đó ha. Từ ra nhà đó chạy qua đây. Ở dưới đây thì chưa có cọc. Tại vì anh chị biết sao không? Tại vì thôi cái cọc này nè. Cọc bê tông này là của đất người ta, chứ đất mình chưa cắm cọc. Rồi thì nè anh chị mình mua về thì mình kêu chủ họ cấp cho mình đàng hoàng nha. Đó thì cái đất của người ta chỉ tới đó thôi, xong người ta cắt qua đây. Đó, cho nên là không xuống tới đây, cho nên là họ không có cắm cọc tiếp. Đó, cái này anh chị mình mới mua thì mình cắm tiếp ha, mình cắm xuống đây luôn. Đó, cho nên nhớ rõ ràng. Được thì mình rào luôn, khỏi lo tranh chấp gì hết. Rồi. Mình đây mình ở thì đường sau mình là chị, cái đường này hướng này vô khu viên cư nè, còn hướng này nó đi ra lại đường Mỹ Sơn Ngã Giao đó anh chị. Đấy, đây cũng chung là hai mặt đường đều có đèn đường, đấy là có điện đi điện trong hết rồi nè, điện bao giao thông luôn nè. Đó, mặt tiền đường sau mình anh chị cũng rất là rộng nè, đường sau này cũng phải hai xe hơi chạy nhau được thoải mái luôn. Mình đang đứng ở cuối đất mình nhìn ra thì đường chính nè anh chị. Nói chung là cái đất này thì anh chị thấy rồi, nó trống trải mà nó rõ ràng quá rồi. Cho nên là quay thì quay sơ sơ thôi là anh chị mình đã thấy được hết đất mình rồi. Đó. Hơn 2.300 mét vuông, có sẵn 250 thổ cư. Tiền này nó hướng bắc anh chị ha, hướng nam. Ở đây cách trung tâm thị trấn Ngã Giao thì cách vòng xoay Ngã Giao đó anh chị là đâu đó cỡ tầm 5-6 cây số gì thôi. Đó. Nhưng mà nó giáp ranh với địa phận cái giao rồi đó. Mình đang nói là tới trung tâm vòng xoay cái giao á thì là khoảng 5-6 cây. Còn này thì đi phần hướng ngược lại là mình đi khoảng tầm cũng 6-7 cây luôn, mình sẽ tới trung tâm của xã Láng Lớn, chợ Láng Lớn. Đó, rồi đi tiếp tục đi nữa là mình sẽ qua địa phận của thị xã Phú Mỹ là phường Hắc Dịch nè, rồi Mỹ Xuân nè. Đó là tới quốc lộ 51 và ra tới sân bay Long Thành. Nói chung là vị trí này rất là đẹp nha anh chị. Ở đây thì mình có phải phù hợp mình làm thiết kế mình phân lô bán nền cũng được. Tại hai mặt tiền mà. Mặt tiền trước 30 mét, mặt tiền sau cũng cỡ 30 mét. Mình phân ra
cắt làm đôi ra, xong mình phân tiếp tục phân mỗi mỗi bên phân tiếp ra. Đó, mình bán nền cũng rất là ok nha. Thì mình cũng báo giá nha anh chị, hiện tại là chủ đang kêu cái giá là 400 triệu một mét ngang. Đấy, thì bây giờ mình lấy 400 triệu mình nhân cho 30 mét đi là 12 tỷ chị ha. 12 tỷ. Hiện tại là cái mặt tiền đường này nè anh chị, mặt tiền đường này nè. Dân ở đây người ta đã bán hơn 300 một mét rồi. 323 gì đó. Đó mà tại sao mà người ta có 300 mét mình 400? Tại vì của người ta đó là chỉ có dài xuống có khoảng tầm 40-50 mét thôi ha. 40-50 mét và thậm chí là không có thổ cư luôn. Và quan trọng nhất là họ chỉ có một mặt tiền thôi. Còn của mình là tới hai mặt tiền. Mặt tiền đằng trước và mặt tiền đằng sau. Cho nên là cái giá của mình dĩ nhiên là phải nhỉnh hơn rồi. Đó là 400 triệu mét. Thì anh chị mình nếu mà thiện chí mình cứ trực tiếp gọi chủ đi để mà mình thương lượng cái giá tốt nhất nha. Đấy. Rồi. Thì ở cái vị trí này thì chắc là mình không phải quay đường xá dân cư đâu, tại vì ở đây đường mặt tiền đường rồi. Anh dọc tuyến đường này thì quán xá rồi nhà cửa đầy đủ hết. Chợ búa đi đó, một là mình đi chợ xã là hướng này. Hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn không mà muốn đầy đủ, muốn không thiếu thứ gì luôn á là mình đi về thị trấn Ngai Dao. Nó có nguyên một cái trung tâm thương mại Ngai Dao luôn. Rồi ngân hàng, bưu điện là đầy đủ hết, nói chung mà trong vòng bán kính 5 cây số là không thiếu thứ gì nha anh chị. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi về luôn. Mình sẽ đi về cái hướng Thành phố Hồ Chí Minh, tại hôm nay có việc đi về thành phố. Mình sẽ đi về đây ha. Lát nữa là mình sẽ về cho anh chị mình xem sổ. Đó, sổ nè, rồi vị trí trên Google Maps sau nha. Rồi bây giờ là mình cho anh chị mình xem sổ đây. Đấy, số tờ số thửa, địa chỉ xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 2.331 m². Có sẵn 250 tô cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Đây là nhà đất mình nha anh chị. Đấy. Đó. Hai mặt tiền hãy hiện rõ luôn ha, đường sau ghi đường nhựa luôn ha. Còn này đường mặt tiền đường Mỹ Xuân ngay giao Hòa Bình. Đó. Đất rất là đẹp anh chị ha, rất là vuông. Hai mặt tiền. Còn cuối cùng là mình cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung nha. Đây. Cái đầu đất mình nè anh chị. Đó. Vậy đây. Và xuống đây. Đó. Mặt tiền dưới đây nữa anh chị ha, ở ngay ở tư nè. Đó, đất mình này anh chị. Còn bên đây đất của người ta. Còn đây nhà của người ta. Đó. Đường thông hết nè, đường xa cũng thông. Ở đất mình là nghe anh chị. Cách cổng chào là khoảng tầm 600 m ha, cổng chào của Châu Đức. Là vừa qua cổng chào là sẽ tới thì ra cho cái địa phận của thị trấn Ngai Dao ha. À đây. Cách trung tâm trấn Ngai Dao cũng khoảng tầm vài cây số nha. Đây nè anh chị. Và cách chợ nè, trung tâm chợ Láng Lớn cũng khoảng tầm 2 cây số thôi. Đó. Đây đi thẳng là tới qua địa phận của thị xã Phú Mỹ nên anh chị, qua sông Xoài là tới địa phận của xã Phú Mỹ rồi. Đó, đây hãng dịch Phượng Dịch nè. Rồi đây, ra tới đây là quốc lộ 51 nè. Từ đất mình thì chạy thẳng ra quốc lộ 51 thì chỉ khoảng tầm 17-18 cây anh chị ha, rất gần. Ở đây, ra tới đây là khu công nghiệp không nè anh chị. Khu công nghiệp Mỹ Xuân 1B1 nè, rồi Mỹ Xuân A nè. Rồi khu công nghiệp Phú Mỹ nè, rồi cảng Cái Mép nè. Rồi đây, sân Ba Long Thành đã khởi công. Đó, vị trí cửa ngõ luôn nha. Đó. Tại bây giờ là từ khu công nghiệp ở khu công nghiệp Châu Đức nè. Nói chung là cái vị trí đẹp lắm anh chị ơi. Nó kết nối giữa quốc lộ 51 và quốc lộ 56. Đó. Anh chị mình đi từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi qua Châu Đức là bắt buộc là một đi đường Màu Cạn, hai đi đường này. Đó. Hai con đường huyết mạch của Châu Đức nha anh chị. Đó. Nói chung là vị trí này đẹp lắm. Nhưng mà mình nghĩ là anh chị mình nghe tới đường này thôi là biết nó đắt đẹp như thế nào rồi. Thì nói chung là vị trí mình nó sơ sơ ha. Anh chị nào quan tâm thì mình trực tiếp gọi chủ. Thì cái giá thì mình cũng xin nhắc lại nha. Hiện tại là chủ đang kêu với giá là 400 triệu một mét. 400 triệu mình nhân cho 30 mét mặt tiền là khoảng 1 tỷ, là khoảng 12 tỷ chị ha. Thì anh chị nào quan tâm thì mình có địa chủ đi rồi mình thương lượng cái giá cho nó tốt hơn nữa. Mình nghĩ là cũng còn thương lượng đấy. Rồi, mình xin phép kết thúc cái video này tại đây nha anh chị.
Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán đất hay nhà mà giống như clip này thì cũng có thể alo cho mình. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị nha.